Hai anh em làm yến rau phi rồi, ba anh em nhé. Em khóa mẹ vào, vặn đấy là ra rồi. Câu như kiểu câu cần đơn nên đéo cần hay lắm. Đại câu đầu cần, cá nó cũng to đéo đâu. Thả hơi. Nấy, chết. Nó nhiều rô phi. Này thì đéo là toàn cái loại tin tin nhỉ. Ấy to đấy, úi giời, để cần cong vút. Ấy phải được con đấy. Đấy, câu lưỡi đơn mồi run đây là con to đấy. Làm hai chục con đấy phải dán được đấy. Tuấn nhỉ. Nhiều nhiều rô phi quá, mẹ ném cái dây cái cần lăng xê nó đã giật 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 luôn rồi. Phí cả mồi. Được ngày rảnh đi giật rô phi. Em thả cho đấy đi, tí nữa em lôi cái chặn lên tí. Ngày chủ nhật đi bắt rô phi. Chết. Cái đấy mà lúc nào được con khoảng tầm ngoằn tay ấy, nó chạy mẹ cong đầu cần Tuấn ạ. Em rũ vào trong cái xô kia cũng được kìa. Rũ luôn vào cái xô ấy. Câu đơn xin run thì là con to. Tâm lên tâm. Em khóa máy tí cho nó cước cho máy nó đỡ chạy ra. Được, con đây tập tạ. Câu xa xa tí thì nó hay có cá to, gần nó toàn cái con. Máy đẻo mà. Thôi đi, tiền sơ cho nó. Cái này dính rô phi rồi. Nó sẽ dính rô phi rồi giật 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 giật. Phí cục mồi.